Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Cần Lắm Những Tấm Lòng do Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa và Hội Chữ Thập Đỏ Thanh Hóa phối hợp thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, gần một tháng nay, chị Lương Thị Mai ở thôn Đồng Xuân, xã Hải Long, huyện Như Thanh hầu như chỉ uống được nước để cầm hơi vì căn bệnh hiểm nghèo. Từ một người phụ nữ tháo phát nhanh nhẹn, giờ đây chị trở nên tiêu tụy, ốm yếu, bệnh tật và đói nghèo. Trong căn nhà tinh toàng được anh em họ hàng xây cất cho từ hàng chục năm trước, anh Phạm Văn Hoàn đang mải lo dọn dẹp thuốc thang chăm sóc cho chị Lương Thị Mai, vợ anh không may bị mắc bệnh hiểm nghèo. Bên chiếc giường nhỏ, chị Mai thở khó nhọc vì căn bệnh xơ cứng bì và lupus bàn đỏ hành hạ vài năm qua. Chị đã được gia đình, anh em quyên góp đưa đi chữa trị ở các bệnh viện Như Thanh, bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nhưng đều không có sự tiến triển nào. Bệnh viện trả về, gần một tháng nay, chị không ăn uống được gì, cơ thể teo tóp dần, người quắt queo, chỉ còn da bọc xương, đau đớn khắp người, nằm liệt giường, mọi sinh hoạt phải có người hỗ trợ, giúp đỡ. Gia đình anh Hoàn, chị Mai thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Hải Long, huyện Như Thanh. Gia đình anh chị có hai người con, cháu đầu phải nghỉ học đi làm thuê kiếm tiền nuôi sinh. Cháu thứ hai hiện đang học cấp 2, trường trung học cơ sở Hải Long, huyện Như Thanh. Từ ngày chị Mai mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình khó khăn, người thân gia đình anh chị đón cháu thứ hai về nuôi dạy chăm sóc, lo cho cháu tiếp tục được đi học. Thương bố mẹ, cháu cố gắng học tập, mong sau này sẽ đỡ đần giúp cho gia đình. Trong thời gian 4 năm nay, nó là ốm, rồi cũng là hoàn cảnh khó khăn, đi viện. Gia đình thì vay mượn cũng rất chi là nhiều, mà hoàn cảnh thì các anh chị ở gần cũng khó khăn. Rồi tôi cũng qua lại chăm sóc nhà cửa, rồi nuôi con cho O, để cho O đi viện, nhưng mà điều kiện là không chữa bệnh được. Do nhà cháu hoàn cảnh khó khăn nên cháu sang nhà bác để ăn uống sinh hoạt đi học. Sau này cháu mong muốn đó để làm bác sĩ chữa bệnh cho mẹ. Từ ngày vợ bệnh, anh Phạm Văn Hoàn vừa đi làm thuê làm mướn rồi lại tất tả quay về chăm sóc vợ. Ngày nào, anh cũng tất bật lo chèo chống gia đình trong cơn hoạn nạn của nghèo túng bệnh tật. Tuy nhiên, do sức lao động có hạn, hơn nữa, anh Hoàn vốn không được nhanh nhẹ như người bình thường, nên khả năng lao động cũng hạn chế. Hầu như gia đình anh phải nhờ vào sự cưu mang giúp đỡ, hỗ trợ của địa phương. Bà Lương Thị Mai đi thì giúp đỡ hàng tháng, ví dụ như ngày công gặt hái hay làm cái gì thì giúp đỡ, rồi những ngày giáp hạt đó thì cũng xuống thăm hỏi, rồi chị em đi, chị Lương Thị Mai đi viện thì chị em phối kết hợp với hội phụ nữ với chữ thập đỏ là tổ chức tuyên truyền quyên góp giúp đỡ chị ấy bằng tiền, bằng vật chất, bằng tinh thần. Đối với hộ bà Lương Thị Mai này là thuộc diện hộ nghèo của thôn Đồng Xuân, xã Hải Long. Thế thì các chế độ chính sách của bà thì thuộc cái đối tượng hộ nghèo thì được sự quan tâm của các cấp đảng, chính quyền cũng đã kịp thời đến với hộ. Gần đây thì bà ốm kéo dài và đặc biệt là khó khăn, cho nên là cấp ủy chính quyền cũng cùng với các tổ chức chính trị xã hội của xã cũng đã xuống thăm hỏi động viên gia đình. Bệnh tật của chị Lương Thị Mai đã kéo dài nhiều năm. Gia đình chị thực sự túng quẫn, không có tiền để chạy chữa, trong khi sự hỗ trợ giúp đỡ của địa phương hạn chế. Những đau đớn về bệnh tật cùng với sự dằn vặt vì chưa lo được cho những đứa con khiến chị thực sự rơi vào bất hạnh tột cùng của cuộc sống. Rất mong các nhà hảo tâm hãy chia sẻ giúp đỡ để gia đình chị vơi bớt những khó khăn. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Thanh Hóa, số 263, đường Trần Phú, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa. Điện thoại 0977-270-200 hoặc chuyển tiền ủng hộ về tài khoản 3500-201-026-060, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa. Chuyên mục Cần Lắm Những Tấm Lòng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.